Thưa các anh chị, trong cơ quan nạn rồi mới thấy người Việt thương nhau, tình thân ái nghĩa đồng bào như một suối nguồn tươi trẻ chảy mãi không dứt, và khi có hoạn nạn thì nó lại sôi trào lên như một đợt sóng thần cua mang lấy nhau. Thưa các anh chị, khi bão chưa vào, người Hà Nội đã mở lòng mình ra, mở cửa nhà mình ra chào đón tất cả những người xa lạ đến trú bão. Trên những diễn đàn có hàng trăm ngàn người, hàng chục ngàn người, hàng triệu người theo dõi, hay là những tài khoản cá nhân nhỏ bé vẫn có những dòng trạng thái như vậy. Xin nhờ cộng đồng chia sẻ giúp tôi thông tin này để ai cần nơi tránh bão được biết. Tôi xin cảm ơn. Gia đình tôi hiện nay có một căn hộ tạm thời để trống ở khu Emperia Garden, Nguyễn Tuân, nhà ở tầng 6, nên rất an toàn, có thể ở được 8 đến 10 người. Ai lỡ đổ đường tại Hà Nội hoặc đang trọ tại nơi không an toàn trong cơn bão, nếu cần tá túc tạm thời 1-2 ngày chờ bão tan, thì chúng tôi sẵn sàng mời vào căn hộ này ở tạm. Tôi cũng sẵn lòng biếu tiền mua giúp thực phẩm ngay dưới bên chân tòa nhà. Sau đó là số điện thoại và tên của một cô giáo. Tên của một cô giáo, thưa anh chị, rất tuyệt vời. Hoặc là em đăng lên, biết đâu có ai cần hả? Hiện đang có căn chung cư để trống 18 phòng tại 133 ngõ láng Trung Ngách, dân. Người nào vô gia cư hay nhà không được chắc chắn đã bị ảnh hưởng do bão tố có thể trú qua về hôm. Em sẽ mua đồ ăn nước uống miễn phí cho mọi người. Mọi người không có phương tiện di chuyển có thể đi taxi, em sẽ hỗ trợ luôn chi phí đi lại Chỉ còn vài tiếng nữa bão vào sâu trong đất liền, rất mong sự chia sẻ của mọi người để những người đang gặp khó khăn có thể tới nơi an toàn tránh bão. Thông tin liên hệ em để ở dưới sau đó là tên em Tuyết và số điện thoại, thưa anh chị. Rồi, em ở chung cư Felix Home Hoàng Mai, căn có 120 m2, chung cư mới rất an toàn, em rất vui chào đón mọi người, nhờ mọi người kết nối. Rất nhiều dòng trạng thái như vậy. Trong cơn hoạn nạn, bão đến, bão chưa đến, lòng dân đã mở ra, nhà dân đã mở ra chào đón. Và khi cơn bão đổ bộ vào đất liền, vào Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Phòng, những thước phim chuyển tải lên mạng xã hội và báo chí cũng như đài truyền hình quốc gia Việt Nam, chúng ta thấy cảnh người dân chia sẻ nhau như thế nào. Một đoàn xe tải liền đuôi nhau, liền kề nhau để che chắn cho những người đi xe máy đi qua cây cầu trong cơn cuồng nộ của đất trời, gió rít như quái thú gầm rú. Rồi những người đi xe hơi, để xe ô tô trên đường, thấy một người phụ nữ, rất nhiều cảnh như vậy, đứng co ro trong giá rét, xe máy thì ngã, thì họ lập tức dừng lại, bất chấp nguy hiểm lùi xe lại và kéo người phụ nữ lên xe. Người phụ nữ này phải vất vả lắm, mất 1-2 phút mới mở cửa xe được, tại vì gió nó đập vào, và khi mở xe rồi đóng lại cũng không muốn được nữa. Rất nhiều cảnh như vậy, qua là cảnh những chiếc taxi vốn là đối thủ của nhau, xanh trắng vàng đỏ gì đó, 4 chiếc cùng lúc kẹp một chiếc xe gắn máy của một người phụ nữ đang trong cơn cuồng phong để người này có thể đi tiếp một đoạn đường vài trăm mét về đến nhà mình. Thật là tuyệt vời, thưa các chị. Cơn bão đã để lại một những dư chấn khủng khiếp, lột, chúng ta thấy là nó cảnh lột kính nhà chung cư cao tầng, tòa nhà trong phòng cao tầng như mà người miền Nam lột cái bánh lột da gọi là bánh bía. Rồi nhà tốc mái, cây gãy đổ, tàu thuyền chìm đắm, hư hại vật chất của cái, đến nay vẫn chưa có thống kê chính thức được. Như đó là lòng người, bầu ơi thương lấy bí cùng, lá lành đùm lá rách đùm lá nát, đã rất rõ qua những việc xảy ra trên đường phố mà ai cũng nhìn thấy, và qua những căn nhà mở ra mời người có nhu cầu tránh bão đi vào ở hoàn toàn miễn phí trong thời gian bão đang diễn ra. Thật là tuyệt vời, phải không? Và chúng tôi chợt nhớ đến những căn biệt phủ lộng lẫy của ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, bây giờ là phạm nhân trong vụ Việt Á, hay ông vụ nhà ông Chu Ngọc Anh. Rất nhiều nhà của cán bộ to lớn như vậy, nhưng chúng tôi không hiểu có ai trong số họ mở lòng ra, mở nhà, cửa nhà ra cho người dân vào trú ngụ những lúc thiên tai, dịch họa hay không. Hay họ lại xem thiên tai dịch họa là cơ hội kiếm tiền cho họ trong nguy có cơ, giống như vụ án Việt Á và vụ án chuyến bay giải cứu. Xin cảm ơn các anh chị.